Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dung Dô Điện Máy. Ngày hôm nay ở cái clip này, nhân tiện thằng Đệ đang lên bộ máy rửa xe cao áp, thì Dung Dô sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta gắn đầu cao áp trục âm đi qua mặt bích trung gian để lắp với động cơ. Đây, ở ngày hôm qua thì Dung Dô lên được trục bộ cao áp đây này, và ngày hôm nay đây các bạn này, nhìn này, tan hoang luôn, còn đúng cái nịt thôi, còn đúng con này duy nhất thôi, còn những con này là đã đóng cho các quý khách hàng trên toàn quốc rồi này. Bộ này là Dung Dô đang đóng cho một cụ ở Đông Triều, Quảng Ninh này. Bộ này là motor 3,5 kg, giá 8 triệu này, cọc 1 triệu còn 7 triệu này. Còn đây mấy bộ này, sáng nay đi một chập rồi, sáng nay bên Viettel bốc một đợt rồi, 6 con rồi, chiều 3 con nữa là 9 con, thì kia còn đúng một con luôn, còn đúng cái nịt. Bộ này là Dung Dô lên cho một cụ ở cũng Quảng Ninh luôn, thành phố Cẩm Phả, bộ 3 kW, 7 triệu rưỡi, cọc 1 triệu còn 6 triệu rưỡi này. Còn đây là một bộ lên cho một cụ ở Thái Nguyên này. Bộ này thì sẽ là gửi xe cho cụ, lắp không kịp bán luôn, quá kinh khủng khiếp. Đấy, các cụ phải thấy là nó phải tầm uy tín như nào, và chất lượng Dung Dô lắp cũng như là về kỹ thuật làm nó phải như thế nào thì quý khách hàng mới tin tưởng và ủng hộ như thế. Ngày hôm qua lên trục bộ. Đấy, hôm nay bán là sáng 6 bộ này, chiều 3 bộ gửi đi nữa này, tổng 9 bộ này, có đúng một bộ rồi. Thế bây giờ phải cho anh em lắp luôn. Để lắp được cái đầu cao áp này vào động cơ thì điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là cái đường kính của trục. Trục con này là motor là Dung Dô đang lắp là motor 3 kg, trục của nó là trục 24, thì cái trục của cái đầu cao áp này cũng là 24 cốt âm, chúng ta đưa vào nhau là vừa luôn. Còn nếu mà có những cái đầu mà của nó mà cốt 28 ấy, cốt âm 28, cốt dương 24 thì chúng ta phải tiện áo sơ mi, chung là tùy chúng ta xử lý. Hoặc là nếu mà trục cốt âm 24 mà trục cốt dương 26, 28 thì lúc đấy lại phải gọt đi, gọt tiện rô đi. Nói chung là nó có nhiều kiểu cách đấu lắm. Để mà lắp được cái này nha, đầu tiên chúng ta sẽ lắp qua một cái mặt bích trung gian. Bởi vì cái động cơ này của nó, cái mặt bích này của nó mỏng này, nên muốn chúng ta muốn chế sang thì chúng ta phải bắt buộc đưa qua một cái mặt bích trung gian này, để cho nó có thể gánh lực được toàn bộ phần đầu cao áp, thì cái đảm bảo cái liên kết của nó sức khỏe hơn. Ngoài ra này, Dung Dô này yêu cầu này, kỹ thuật này, chúng ta phải tiện một cái gờ bên trên này này, gờ này để nó bám vào cái gờ của mặt bơm để cái liên kết này nó được chặt chẽ, đây nó không bị xê dịch, các bạn nhìn không? Thấy chưa? Và phát là phải kíp lịt luôn như cậu với mợ luôn. Đấy, sau đó chúng ta sẽ taro ốc này, 4 con ốc từ đầu bơm gắn qua 4 con ốc vào mặt bích. Đây, 4 con ốc đây. Còn 4 con ốc này thì chúng ta sẽ gắn, tháo con ốc của động cơ ra, sau đó chúng ta gắn trực tiếp 4 con ốc này xuyên vào động cơ luôn. Đợt trước ấy thì Dung Dô có làm mặt bích, nhưng mà Dung Dô làm theo cái hình thức là sẽ xuyên vặn xuyên ốc, xuyên từ mặt bích vào xuyên mặt bích của động cơ luôn. Nhưng mà làm thế thì nó sẽ mất thời gian hơn, thì chúng ta lại phải bắt buộc phải tháo phần mặt bích của động cơ này, tháo ra phải đi khoan đi tiện, thì làm nó sẽ mất thời gian hơn và nó ảnh hưởng đến cái độ zin của động cơ. Còn bây giờ Dung Dô làm theo hình thức này thì nó sẽ tiện hơn. Đây, coi như là không can thiệp vào phần mặt bích của động cơ, chúng ta sẽ bắt thẳng ốc từ mặt bích trung gian vào động cơ luôn. Về sau kẻ không thích thì có thể tháo này ra. Đấy, tháo mặt bích ra và cái động cơ vẫn giữ được zin nhé. Và bây giờ thì sẽ cho anh em triển khai nhé. Rồi, lắp đi em.
Đây là sau khi rung dầu đã lên xong là hoàn thiện đây. Đầu cao áp lắp qua mặt bếp trung gian lên khung giá bánh xe đẩy, gọn gàng nhất có thể rồi. Con này là đang là cấu hình là motor 3 kg và có dơ le tự ngắt. Con này là lắp cơ bản đấy nhá. Còn nếu mà lắp mà nâng cao hơn đấy thì các bạn cần yêu cầu hộp kỹ thuật thì chúng dâu sẽ lắp thêm hộp kỹ thuật cho các bạn, bao gồm CB chống giật và khởi động từ. Bắt đầu test nhá. Căng bếp luôn. Bếp đi là bếp 1:6 nhá. Đây. Áp của nó là ở mức đang là 130 cân này. 130 cân nhá. 130 cân nhưng mà bếp 1:6 là rất là mạnh này. Nước rất nhiều. Đây chuyển nước này. Nói là máy chạy mà cực êm luôn, êm du, gần như không nghe tiếng gì. Tiếng này của nó là tiếng nước nhá, tiếng nước thôi chứ không nghe thì tiếng máy. Rồi ok, vậy là đã quá ngon lành rồi. Đấy, vừa rồi thì Dung Dâu đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta lắp ghép đầu bơm cao áp với động cơ đi qua mặt bếp trung gian. Các bạn có nhu cầu về các dòng máy rửa xe, từ các dòng sách tay đến các dòng cao áp, hoặc là các dòng máy rửa xe Zedai, Zecroa, thì liên hệ với Dung Dâu qua số điện thoại là 0967 123 366, hoặc là 0855 777 555, và báo giá công khai thôi nhé. Bộ này Dung Dâu lên là motor 3 kg này, kéo đầu cao áp này, áp mắc nó lên 130 cân, bếp 1:6, bao gồm sẽ là súng dây 15m và bao ship cho các bạn luôn. Là bộ này là 7,5 triệu nhá. 7,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.